chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Tôi chỉ ước mong sao để mau được giàu lên, nhờ người mai mối để gước em về môi tôi, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nên anh ráng sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu trong trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Nếu như một ngày em buồn, anh sẽ làm cả bầu trời để cho em thấy không chơi dơi. Mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình chuyện trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù qua xa em ơi, rượu mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chỉ một hai ba vô hết ly. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về Vinh rồi. Hoa pháo
trai tài gái sắc. Đôi mình là nhất, lại trên sớm dưới, đẹp đôi thì có ai bằng. Yêu nhau mấy mùa trăng, đến lúc tình truyền trăm năm. Chuyện này anh quyết cưới em liền tay. Đàn trai bưng mâm, theo sau anh rước em về làm dâu. Ngày lành trong tháng, chào cao anh sang đeo tay em chiếc nhẫn vàng. Ô dù quá xa em ơi, rồi mừng mình nâng ly. Ngày mình du quý thì gần ngày chi, 1, 2, 3 vô hết luôn. Kiều vàng ngựa ô, anh khớp đón em về dinh rồi. Hoa pháo bay nổ tung trời, cùng xây giấc mơ tuyệt vời. Năm sau anh quyết mà làm giàu, cho em sung sướng đến mai sau. Đừng lo sóng gió chuyện gì mà khó thì cứ để đó anh lo. Vì giàu cầu vàng mà đóng đinh, anh sẽ đưa em đi về dinh. Anh hứa yêu em mãi chung tình. Tất cả các vị đại diện cho hoàng nhà trai, hoàng nhà gái là cái thứ hai là phải trồng rau, cái thứ ba là loại trái cây, cái thứ tư là quả bánh và một cặp xôi gà là 5 quả. Ngày hôm nay chúng tôi cũng xin chúng tôi được rước dâu và cũng trước khi rước dâu cũng xin phép quý vị cho chúng tôi gặp lại cô dâu và được gia đình cháu chúng tôi trao bông đưa cháu về làm dâu cho gia đình nhà chúng tôi. Nhà gái cũng xin thay mặt đại diện họ nhà gái cũng xin đồng ý cái xuất dâu của nhà gái, thì họ nhà gái cũng xin là sẽ trao cháu Mỹ Lệ về làm dâu, con dâu cháu dâu ở bên họ nhà trai của mình. Mong là gia đình nhà mình tạo điều kiện giúp đỡ cho cháu dâu thì dâu thảo trong nhà cái nhà trai thì ngày hôm nay. Trong xa hoa, chịu anh cái tính thiệt tha.
thời gian á là trưa nay, tức là cũng xin thông báo một chút xíu này, tức là 11 giờ chúng tôi đại khách tại nhà hàng Thanh Tùng lễ tân hôn. Còn bên hông thì cũng có là thờ cúng cái tổ tiên thổ địa đất đai với lại cái ơn trên. Cho quý vị biết bà được hiểu biết hết, tức là bà con thân bằng tuyến thuộc kêu bằng trước chú, bằng anh, bằng bác, ông dượng của cháu Toàn, bà cha mẹ của hai cháu, tức là Thoại và Liễu. À, và đây cũng là ông nội của cháu, nhưng mà từ ở ngoài Quảng Nam thì vào đây, tức là từ Quảng Ngãi. Còn đây là ông dượng của cháu Toàn. Còn đây là ông chú bố, ông nhưng mà là ông ngoại bố. Nhiều quá rồi không nhớ được, nhưng chính người ta đảm đạt, chúng ta cũng sẽ làm quen và tìm hiểu nhiều hơn. Xin mời bên nội ạ, ông bà nội sẽ lên cho cháu một món quà, kể cả mời ông bà luôn ạ. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng má anh lâu dài. Nhất bay thì tiền, nhị bay cao đường, cụ thể giao mãi đêm nay ta say ta mãi. Còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng. Bông ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có dư gom về quê cưới nàng. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xà đá, ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn. Là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng anh lâu dài. Nhất bãi thiên đình, nhị bãi cao đường, cụ thể giao bãi đêm nay ta say ta mãi thắng hai. Quê mình chân chất, gần nhà anh cứ đi bằng chân đất. Không sao, trưởng là anh thân nhất, lũ nhóc len bên giống qua đây anh cần tất. Làm vô miền Tây không có như còn phải dễ, chỉ cần gặp đầu anh luôn luôn cho phải lễ. Ba con lối sớm, hậu bao em tai ghế. Một đời yên ngắm khi có được chàng trai quê. Vậy nào người ơi ga ghế, dậy đi nè, dậy ăn cái gì cho nó. Rồi mình lên xe qua tới, thưa mẹ cha một bài ca, hay bên nhà các tham gia. Mời em đi về quê anh, treo xuống ba lá ngoài xà đá, ngoài hồ cá mình cùng ta. Được nhìn em luôn cười vui là đời anh mãi luôn an bình. Muốn em là má của con anh là sau này, muốn em là con của tiếng anh lâu dài. Và cái cảm ơn này dù các con đi tới đâu thì cũng luôn luôn nhớ về cha mẹ, nhớ về anh chị em, nhớ về bà con làng xóm láng giềng. Và cái đó, và mọi người bao giờ cũng bên cạnh các con. Phải. Tại vì sao tôi đang tính tôi bảo tối kìa. Từ đấy đến giờ là tôi lo làm công chuyện quá, mà tôi quên mất chứ nữa là mang không bị về nhà rồi. Tức là ngày hôm nay là vợ chồng tôi
cũng cho cái phong bình nhỏ nhỏ con nha, nếu mà ít quá thì cũng đừng có than phiền tại vì ông bà già rồi đấy. Vâng, thành thật cảm ơn quý vị. Cảm ơn đến gia đình nhà trai đã tiếp đón cách rất là chân thành nồng hậu đối với đoàn gia đình nhà gái chúng tôi hôm nay. Thì cũng xin thay mặt gia đình nhà gái xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quan viên họ hàng gia đình nhà trai. Xin gửi lời chúc hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Các cháu về đây với quê hương Đắk Lắk chúng tôi và cũng nhân dịp này là hôm nay cũng đúng là vào mùng 8 tháng 3, chúc cho các chị, các mẹ, các em càng ngày càng xinh đẹp hơn trong cái ngày lễ mùng 8 tháng 3. Trong đó cũng xin phép là trong quá trình đoàn nhà gái đi đến đưa dâu đến ở nhà trai hôm nay, thì trong quá trình diễn ra cái hôn lễ này thì bên phía nhà gái có gì thiếu sót hay là sơ sót, do có thể là do phong tục tập quán thì hai vùng miền khác nhau hay gì đó, thì cũng rất là mong gia đình nhà trai thông cảm và bỏ qua cho bên phía gia đình nhà gái với chúng tôi. Là an tâm, không có vấn đề gì hết. Dạ, xin cảm ơn gia đình. Vâng, mời quý vị an toàn ngồi uống nước. Nhớ đã hết sách cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy tôi mách ba ba mang anh giờ. Tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai, mong một mai anh tôi mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chiều chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi, là ngày hai lăm ta uống rượu giáo bôi. Mình ở bên nhau cuộc đời vui lắm nha, cột dây ta duyên hai đứa thương bay ra. Anh nói mai này em sẽ non cùng anh, hỡi khoan hô khoan em nguyện yêu thật lòng. Mình ở bên nhau đời lại vui biết bao, cột dây ta duyên hai đứa thương quán trai. Em đã đem lòng yêu lấy anh ơi chàng ơi, lỡ mai về xa anh chờ em theo vơi. Cứ như ngày hội bò dê heo quay gà dầm hội, 500 mâm bàn đầy mồi, đồ ăn vừa nóng vừa thổi, xe chở cả hàng đoàn theo anh về em sẽ không còn cực khổ. Nói là làm vô cái tính anh đàng hoàng, pháo hoa bấm nút là nổ, bông kiên vàng bạc nặng cổ, người chúc đến hàng ngàn cúi đầu ba lạy quỳ trước bàn thờ tổ. Cho em làm bà hoàng, xe nào em thích đổ đâu thì đổ, em hỏa thì thổ, nhà là phải có ruby vì hổ. Đã hứa sẽ cưới rồi nha, hết năm nay mà không thấy là tôi mách ba ba mà ngành giờ. Tới tôi thức giấc lóng ngóng chờ ai à, mong một mai anh tới mang theo điệu hò đưa ra. Mai đến ta về chung nhà, em sẽ lo trông dâu, nấu những bát cơm chờ chờ anh thế thôi. Trên dưới vui mừng ngày mình cùng chung đôi, là sẽ non cùng anh, hỡi khoan hô khoan em nguyện yêu
các chú là thân bằng quyến thuộc của gia đình hai cháu chúng tôi và cũng như là bạn bè của Hoàng và Lệ. Được sự ủy quyền của hai họ cho phép tôi xin gửi tới quý vị lời đầu tiên xin kính chúc quý vị an khang thịnh vượng và mạnh khỏe thành đạt. Xin cúi đầu xin cảm ơn quý vị đem cho thập tư xoắn mãi cho mối tình này là mãi mãi của nhau. Mối tình anh giữ cũng như sau, khi đã hứa yêu em là yêu mãi, quay lưới đi em đừng bao giờ dừng lại, đừng ngại ngùng chán nản ở thời gian đường ta đi còn nhiều cả gian nan. Em đừng phục đưa tình ta sẽ sống. Quý vị cho một tràng vỗ tay ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn.
khi đôi môi em còn đỏ mọng. Em muốn nói em yêu anh khi men còn trong hơi thở, lại gần hôn anh đi khi con tim không còn trên đầu. Khi ai má em ơi hay, em nói em say tiếng đàn, vậy lại gần hôn anh đi, lại gần hôn anh. Anh sẽ để em mặt trời, lại gần hôn anh, hay em để anh chơi vơi. Giờ còn đôi ta, kia là núi đây là nhà. Giờ còn đôi ta, em có muốn đi thật xa? Ta chỉ sống một lần trên đời, suy nghĩ lắm chị em ơi. Bao nhiêu yêu thương trên đời thành vị ngọt trên đôi môi, lại gần hôn anh sẽ đến.